anh hùng lịch sử Việt Nam Nguyễn Văn Trỗi và tinh thần chiến đấu bất khuất của dân tộc Việt Nam vào ngày 2 tháng 5 năm 1964. Anh Trỗi cùng đồng đội nhận nhiệm vụ đặt mìn phá cầu Công Lý, nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi, để giết Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara, trưởng phái đoàn quân sự cấp cao của chính phủ Mỹ sang kiểm tra kế hoạch bình định miền Nam Việt Nam. Nhưng việc không thành, 22 giờ ngày 9 tháng 5 năm 1964, Nguyễn Văn Trỗi bị bắt và bị kết án tử hình. Trước khi bị kẻ địch bắn, anh đã có một câu nói khiến hàng triệu trái tim rung động: cảm ơn anh vì những đóng góp to lớn cho Tổ quốc Việt Nam. Tôi rất tiếc đã sớm sa vào tay giặc, không còn được tiếp tục chiến đấu để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, thực hiện lý tưởng của đời tôi. Hãy để tôi nhìn lần cuối cùng mảnh đất thân yêu của tôi. Hãy nhớ lấy lời tôi: đã đạo đế quốc Mỹ, đã đạo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh máu đông, Hồ Chí Minh máu đông, Hồ Chí Minh máu đông. Việt Nam.